Xin chào, tại thời điểm ra mắt chỉ 6 tháng sau khi ra mắt chiếc iPad 3, những chiếc iPad 4 này đã ngay lập tức làm người dùng tức ói máu khi vừa nâng cấp lên iPad 3. Chỉ sau 6 tháng thôi thì iPad 3 đã bị khai tử. Thế nên mà nói thì iPad 4 như là một bản nâng cấp nhẹ nhàng và nhanh nhỏ của iPad 3. Thời điểm hiện tại thì iPad 4 với mức giá chỉ khoảng 6 triệu đồng. Video này sẽ mang đến các bạn những điểm hay và điểm dở khi các bạn sở hữu những chiếc iPad 4 này. Cái đầu tiên, thiết kế và màn hình. Thiết kế kim loại nguyên khối đến bây giờ vẫn là chuẩn mực của các thiết bị cao cấp. Cầm nắm trên tay rất mát tay mà lại tản nhiệt tốt. Với tầm 6 triệu đồng thì các máy tính bảng Android vẫn loanh quanh với màn hình Full HD. Thì iPad 4 đã sử dụng màn hình Retina cho chất lượng hình ảnh sắc nét và trung thực. Màn hình Retina, nôm na là một màn hình khi bình thường nhìn vào, người xem không thể phân biệt được các pixel riêng biệt. Và để làm được điều đó thì màn hình iPad 4 có độ phân giải rất cao, 2048x1536 pixel, cho hình ảnh sắc nét và trung thực. Chơi game hay xem phim đều rất đã mắt trên chiếc iPad 4 này. Cái hay thứ hai đó là cấu hình ở thời điểm hiện tại vẫn rất là ok. Ở thời điểm ra mắt thì A6X của iPad 4 là một vi xử lý có khả năng thể hiện đồ họa tốt nhất. Đảm bảo đến giờ các bạn vẫn có thể chơi Unfast 8 Max cấu hình và điên cuồng bắn nhau trong môn tử có 3 năm. Nó mạnh gấp đôi thế hệ A6 trên các thiết bị iPhone 5 và đương nhiên là mạnh hơn rất nhiều so với A5X của iPad 3. Cấu hình cao có nhiều cái hay và một trong số đó là các bạn có thể cập nhật được hệ điều hành iOS thoải mái. Điều này cực kỳ hay luôn. Chúng ta đều biết là mỗi lần có phiên bản cập nhật phần mềm mới cả trên Android hay là trên iOS thì chúng ta đều rất là háo hức xem có gì hay không, hiệu năng có tốt hơn không, bla bla. Và nhất là một số game và ứng dụng cần về hệ điều hành mới hơn để có thể sử dụng. Tuy nhiên thì điều này chỉ có iOS của Apple có thể làm được. Tối hôm trước công bố, sáng hôm sau là đã có thể cập nhật được lên các thiết bị hỗ trợ. Hay không? Cái hay thứ tư là pin cực lâu. Khi xem phim lướt web đến gần 9 tiếng mặc dù là máy qua sử dụng. 6 triệu đồng mình chưa đến máy tính bảng nào mà có pin trâu hơn máy này. Thật sự là khi mình dùng mãi không biết đến khi nào nó mới hết pin cho đến khi nó hết. Nói chung iPad 4 là một thiết bị có pin cực lâu. Một thiết bị rất đáng để mua nếu các bạn cần thời lượng pin dài. Thêm nữa là iPad 4 sử dụng cổng Lightning. Nên nếu các bạn có iPhone 5 trở lên thì các bạn chỉ cần mang một dây sạc nếu mà đi đâu là ok rồi. Còn nếu lỡ hỏng dây thì các bạn có thể sử dụng chung với iPhone 5 cũng được. Hay thì khen rồi, giờ đến phần dở. Thứ nhất đó là iPad 4 tương đối nặng. Nếu các bạn có ý định sử dụng một tay trong thời gian dài thì quên đi. Cầm một lát thì ok, còn cầm lâu thì rất là mỏi tay. Nếu các bạn có nhu cầu cầm một tay để làm việc khác thì nên suy nghĩ lại. Nhất là mấy bạn hay lướt web, chơi game, Facebook trên giường và cầm một tay thì rất dễ là các bạn sẽ úp cả cái iPad vào mặt. Mà gần nửa cân kim loại úp vào mặt thì nó sẽ như thế này này. Cái sở thứ hai đó là máy nóng. Mình lướt web thì máy chỉ ấm ấm thôi. Tuy nhiên thì khi chơi game thì máy nóng cũng như các máy khác, nhất là đối với các game có đồ họa đẹp, cấu hình cao. Có điều là trên iPad 4 thì nhiệt tỏa đều ở trên cạnh trái của máy nên khi mà mình cầm chơi game thì vẫn khá là thoải mái, không vấn đề gì cả. Thực ra thì việc sạc pin lâu này là điều hiển nhiên trên các thiết bị có dung lượng pin cao và điều quan trọng nhất là người dùng cũng chấp nhận nó. iPad có dung lượng pin lớn và thời lượng pin dài, đồng nghĩa với việc sạc lâu hơn. Trung bình thì các bạn sẽ mất khoảng 5-6 giờ để sạc đầy từ 10% lên 100%. Cũng không phải là vấn đề lớn. Tối đi ngủ thì các bạn có thể cắm sạc và sáng hôm sau là có 100% pin để sử dụng thoải mái rồi. Tổng kết lại thì mình thấy iPad 4 là một thiết bị rất là đáng mua trong tầm giá 5-6 triệu đồng. Chúng ta vẫn có thiết kế tương đối mỏng, đẹp và màn hình Retina sắc nét cùng với cấu hình ngon. Hiện giờ thì chiếc iPad 4 này đang chạy ở iOS 8.4.1 và rất là mượt mà rồi. Nếu các bạn muốn thì vẫn có thể lên iOS 9 rất là ok. Khi sử dụng thì bạn sẽ thấy được những điểm dở kể trên, tuy nhiên thì đó không phải là điều gì quá là to tát cả. iPad 4 vẫn là một trong số những chiếc máy tính bảng mà theo mình thấy là ngon nhất ở thời điểm hiện tại, mà phù hợp với tất cả mọi đối tượng như sinh viên, học sinh, nhân viên văn phòng, người già, ai cũng dùng được hết. Nếu các bạn có 6 triệu đồng thì các bạn nên mua chiếc iPad 4 này. Nếu các bạn chỉ có 5 triệu đồng thì các bạn có thể mua iPad 3.
Cả hai máy này đều là hàng line new và có wifi 3G đủ cả, đáp ứng tốt tất cả các nhu cầu. iPad 4 thì mạnh hơn và có hỗ trợ cổng Lightning hiện đại hơn. Nếu các bạn quan tâm thì mình sẽ làm video so sánh chi tiết về iPad 3 và iPad 4 để xem nó có xứng đáng với mức chênh lệch 1 triệu đồng không. Và ngoài ra thì trong khoảng 6 triệu đồng, hơn một chút là 6 triệu 7 thì các bạn có thể lựa chọn iPad mini 2. Nếu các bạn quan tâm thì mình sẽ làm video so sánh chi tiết về iPad 2 nữa. Hãy bình luận xuống phía bên dưới. Và đừng quên đăng ký theo dõi Mango TV. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.